chào ừ. quý vị vài luật quan trọng về Medicare khi mà mình đi làm mình muốn chia sẻ trong video này và Medicare uh, tuổi trẻ và cao niên đều lo lắng về cái vấn đề Medicare uh, đặc biệt là về tình trạng uh, quý vị cũng nghe là Medicare uh, dự đoán rằng là khoảng chừng năm 2000 036 không có còn đủ tiền để mà trả 100% nữa. Lúc đó chỉ còn xuống khoảng chừng 8-9% thôi. Nếu mà quốc hội không có cải thiện cái tình trạng này, thì Medicare uh, khi mà mình đến tuổi mà mình gia nhập thì mình biết rõ nó hơn. Khi mà họ làm cái cuộc uh, tham khảo uh, đặt những câu hỏi cho những quý vị, đặc biệt là khi tuổi mình còn trẻ đó. Và khi mình biết rõ về cái đó thì mình cũng lo lắng và những cái giải pháp nào mà có thể làm cho cái tình trạng Medicare được tốt hơn. Medicare khi mà họ có những câu hỏi cho khoảng chừng 1.000 người và đặc biệt là những quý vị khi tuổi còn trẻ thì không có biết rõ Medicare là gì. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà khi mình làm việc mình thấy khi mà những quý vị nghĩ rằng là Medicare là cái chương trình y tế mà mình không có cần lo khi mình đến tuổi cao niên mình gia nhập là sẽ thanh toán hết, mình không có tốn gì hết. Rồi khi mà cái thời gian đó đến, có nghĩa là tuổi hưu uh, mình đến, mình gia nhập Medicare mình mới thấy rằng là có nhiều thứ mà mình phải cần lo. Phần A, phần B, phần bệnh viện, phần đi khám bác sĩ. Và phần B thì quý vị thấy là chỉ trả có 80% thôi, còn 20% mình phải trả vân vân ha. Thì đây là cái đề tài mà khi mà lúc rài đó, Medicare và an sinh xã hội họ thường đề cập về cái quỹ tiền của họ là sẽ cạn kiệt trong thời gian tới nên nhiều người càng lo lắng thêm và đặc biệt là khi tuổi mình còn trẻ những quý vị ở tuổi trẻ cũng bắt đầu lo lắng thêm tuy nhiên khi mà họ hỏi những cái câu hỏi này đến khoảng chừng một ngàn người thì có khoảng chừng ba mươi khoảng chừng ba mươi trong số lượng người này là không có biết là medicare là cái gì hoặc là họ nói rằng là Uh, khoảng 30 35%, họ nói rằng là những cái chương trình Medicare là chắc là cho trẻ em, có nghĩa là cho những uh, trẻ em uh, dưới 18 vân vân. Và cũng gần 30% tin rằng là họ nghĩ rằng là cái này là cho những quý vị có thu nhập thấp ha. Thì cái Medicare và cái Medicaid thì nhiều quý vị mà tuổi còn trẻ thì không có thể định nghĩa rõ ràng được cái này là cái gì. Rồi khi mà mình đến tuổi cao đó mình mới thấy rằng là ồ oh, cái này là cho dành cho những quý vị à, tuổi 65 trở lên hoặc là khi mà mình có tình trạng bệnh tật thì mình thấy rằng là mình có thể gia nhập được Medicare ở tuổi nhỏ hơn 65 như vậy ha. Thì về Medicare mà tình trạng sẽ hết tiền thì họ bắt đầu lo lắng bởi vì khi mà mình đến tuổi hưu thì mình không có muốn nằm vào cái tình trạng như vậy. Và nghe cái quỹ hết tiền thì cũng càng lo. Cái này thì mình đang có cái medicare mình cũng lo lắng và những quý vị gần đến thì cũng đang nghĩ rằng là không biết có sự cải thiện gì hay không ha. thì một trong những sự cải thiện thì liên quan đến quý vị cũng nghe đề cập có nghĩa là những cái đề nghị nhỉ? liên quan đến cái thuế medicare nên được tăng lên ha. À, để mà có thể tồn tại cho những quý vị hiện thời đang có và gia nhập trong tương lai và luôn được chi trả 100% thay vì chỉ còn xuống phải vòng vòng 89% như vậy thôi. À thì đó, một trong những cái mà họ thường đề cập đến là có thể là tăng thuế Medicare lên. Medicare đó, cái thuế Medicare là trong cái phần thuế FICA là 15.3%. Thì 15.3% này là quý vị thấy bao gồm an sinh xã hội là 12.4% tổng cộng của xã hội là 12.4%. Rồi cái phần Medicare là 2.9% như vậy ha. Tất nhiên là khi mình làm việc cho một nơi mà mình lãnh cái W2 thì họ trả cái phần nửa của 15.3% này. Có nghĩa là mình trả chỉ có 7.65 thôi. Công ty bù đóng cho mình phần nửa đó ha. Medicare cũng vậy. Vậy cái phần Medicare đó thì mình trả là 1.45% như vậy ha Thì Medicare nó không có sự thói, giới hạn thu nhập Quý vị thấy đó An sinh xã hội Cái tiền mà thu nhập Mà bị thuế an sinh xã hội Thì có sự giới hạn thu nhập Ví dụ như năm nay Cái thu nhập nào mà mình có Lên đến 168.600 đồng Mới bị thuế an sinh xã hội Thôi những cái gì trên thì miễn thuế Không có bị thuế an sinh xã hội nữa Còn Medicare thì khác ha cái phần thuế của mình bị như vậy đó cho những thu nhập nào mà lên đến 200.000 đồng nếu tình trạng mình là độc thân còn nếu mà mình khai thuế vợ chồng thì những cái thu nhập nào mà lên đến 250 thì sẽ bị thuế như vậy còn những cái gì mà trên trên những mức như vậy thì phải đóng thêm chấm chín phần trăm nữa ha thì đó và cái Medicare cạn tiền xuống đó là chỉ là cái phần A, cái phần bệnh viện thôi ha quý vị Không có liên quan đến cái phần B, cái phần bác sĩ, cái phần ngoại chú mà mình phải đóng mỗi tháng Là 174 đồng 70 sen một tháng như vậy ha Chỉ là cái phần A thôi nha Có nghĩa là khi mình làm việc mình đóng thuế Medicare đó Thì đóng cho cái phần A thôi ha Thì một trong những cách mà đề nghị được cải thiện là tăng cái thuế này lên Thì khi mà những quý vị đặc biệt là khi tuổi còn trẻ thấy rằng ồ cái thuế tăng lên Uh, thì họ phản đối nói rằng không muốn tăng thuế tôi đang làm việc mà tăng thuế như vậy uh, thì bất lợi có nghĩa là cái tiền mình giữ lại không có còn nhiều nhưng mà khi mà họ biết rõ về cái 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 medicare hơn đó thì họ đồng ý phần lớn hơn 90% là không có muốn là lúc mà mình đến tuổi hưu đặc biệt là những vị tuổi trẻ không có muốn là mình đến tuổi hưu không có còn chương trình medicare nữa họ muốn vẫn còn mà vẫn còn để mà chi trả 100% như vậy. Nên khi mà họ có những cái cuộc khảo sát như vậy đó thì phần đông là đồng ý là nên tăng cái thuế này lên có nghĩa là tăng cái thuế mà hiện thời bây giờ cho Medicare là 2.9%. À uh, tổng cộng 2.9% nên tăng nó lên uh, mức cao hơn. Uh, như vậy để mà cái quỹ này còn có thêm tiền được tồn tại lâu dài thay vì cắt giảm như vậy đó. thì đây cũng là cái mùa bầu cử thì khi mà những người trẻ mà họ biết rõ với chương trình medicare thì họ cũng có thể là có những cái lá phiếu mà bỏ làm sao mà thuận với cái ý nghĩ của họ uh, hơn cho những thành viên mà những thành viên mà có cái sự quan tâm về cái chương trình medicare này cải thiện được tốt đẹp hơn hai quý vị đây là một tí mình muốn chia sẻ về đề tài này cái khác mình muốn đưa đến là về vài cái luật quan trọng về Medicare khi mình đi làm ở à, đây cũng là mình trả lời cho một số câu hỏi của quý vị hỏi là tôi đi làm tôi nên giữ hay là tôi nên ghi danh hay là nên không ghi danh vân vân thì đặc biệt là mình nói đến những quý vị ở tuổi 65 trở lên đi Đó. khi mình đến tuổi 65 thì đây là cái khung thời gian đầu tiên mình có thể gia nhập vào Medicare tất nhiên là mình phải đáp ứng được một trong hai điều kiện là mình quốc tịch Mỹ hoặc là thường chủ nhân sống ở Mỹ 5 năm trở lên thì mới đáp ứng được điều kiện về thời gian uh, để mà gia nhập vào cái Medicare ha nhưng khi mình đến tuổi 35 trở lên đó, mà mình vẫn còn đi làm nhé uh, lúc mình đến tuổi 35 thì mình có 7 tháng để mà gia nhập vào cái Medicare ở thời kỳ đầu tiên uh, mình cho ví dụ là mình đến tuổi xâm lâm vào tháng 7 này đi, 2024. Thì mình có 3 tháng trước khi mình bước vào tuổi xâm lâm để gia nhập vào. Mình gia nhập ở cái thời điểm này thì sẽ có hiệu lực ở tuổi xâm lâm như vậy. ha Thì mình có 3 tháng trước tuổi xâm lâm và cái tháng mà mình ở tuổi xâm lâm, rồi mình có 3 tháng sau đó có khi có nghĩa là sau khi mình bước vào tuổi 65 rồi mình tiếp tục còn 3 tháng để mà gia nhập vào cái thời kỳ đầu tiên như vậy. Thì một số quý vị không biết rằng là tôi có nên gia nhập hay không. Thì hãy lưu ý rằng khi mà mình còn đi làm mà mình vẫn có cái bảo hiểm của công ty mình đang làm việc hay là vợ chồng mình làm việc. Thì cái đó là quyết định của mình có nên gia nhập hay không là tùy nha nếu mà mình có bảo hiểm từ chính mình, công việc mình làm hoặc là vợ chồng mình và công ty ấy có 20 nhân viên trở lên. 20 nhân viên trở lên thưa quý vị thì mình không cần gia nhập vào Medicare. Mình có thể trì hoãn. Còn công ty mình dưới 20 nhân viên mà mình không gia nhập. Thì sau này mình gia nhập đó, mình sẽ bị phạt cộng thêm 10% cho mỗi năm mà mình đáp ứng đủ điều kiện mà mình gia nhập mà mình không gia nhập đó. đó khi mình có hai mươi nhân viên trở lên công ty mình hay công ty vợ chồng mình thì mình có thời thể dời lại đợi đến cái thời kỳ thứ hai để mà gia nhập đó là thời kỳ đặc biệt thì thời kỳ đặc biệt này mình có 8 tháng để gia nhập khi cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình không còn nữa hoặc là mình ngừng làm việc cái nào đến trước đó thì 8 tháng tính từ cái thời điểm đó Nhiều quý vị không biết đợi 9 tháng 10 tháng sau mới gia nhập nó hồi đó tôi có bảo hiểm từ công ty của tôi mà. Nhưng mình có mà hơn 8 tháng trước rồi đó, mà đã ngừng rồi rồi bây giờ muốn gia nhập qua thời kỳ đặc biệt để mà tránh bị phạt 10% này đó thì nó sẽ không xảy ra ha quý vị. Medicare họ sẽ áp dụng cái luật chỉ cho phép mình ghi danh trong vòng 8 tháng thôi ha. Mình để hơn là không được. Có một số việc khiếu nại và mình cũng đặc biệt nhìn vào một số đơn khiếu nại đó thì không có khả quan gì hết nha. Bởi vì Medicare có cái luật cho tất cả mọi người. Nên hãy lưu ý. Và 8 tháng này đã không có tính là mình có cái bảo hiểm tiếp tục. Bởi vì khi mình ngừng việc đó, từ công ty của mình thì công ty của mình có thể cho mình gia nhập cái bảo hiểm tiếp tục, cái bảo hiểm đó qua chương trình Cobra. Ở một thời gian sau đó. Mình cho ví dụ, mình dùng con số nhỏ đi, là 12 tháng đi ha. Mình dùng con số là 12 tháng, số tròn là 12 tháng đi. Thì mình nghĩ rằng, ok, tôi ngừng làm việc uh, từ đầu năm, từ tháng uh, 1, 2024. Nhưng, tôi vẫn còn cái bảo hiểm từ công ty qua cái chương trình Cobra chạy hết năm nay. Thì thôi, chắc là khi mà hết cuối năm nay rồi đó, thì tôi hết cái chương trình bảo hiểm này, tôi, tôi tiếp tục có 8 tháng từ đó để mà gia nhập phải không? thì không phải, ha quý vị, nên cái đó là cái cần lưu ý. cái chương trình Cobra này có chạy tiếp 12 tháng đó, thì vẫn không có tính nếu mình nghỉ việc từ uh, tháng 1/2024 thì 8 tháng được tính từ cái thời điểm này nha, chứ không phải là 8 tháng tiếp uh, tính từ cái thời điểm mà cái chương trình Cobra này uh, dừng, ha quý vị. nên mình có 8 tháng gia nhập vào thời kỳ đặc biệt như vậy, là mình có thể gia nhập À, trong cái khung thời gian này bất cứ lúc nào thì không sao không bị phạt như vậy ha cái khác nữa là một số vị nói rằng ồ hồi tuổi 65 lăm à, tôi gia nhập vào Medicare Mình đang nói về cái phần B đó nha Thường thường mình ở tuổi 65 thì mình gia nhập vào cái phần A Bởi vì phần A là cái phần miễn phí Mình đã nói nãy giờ là đến phần B ha quý vị Là cái phần mà mình phải đóng cái lệ phí 174 đồng 70 sen một tháng đó nha. alright Thì mình có thể gia nhập ở khung thời gian sau này như vậy ha. Thì đó, có một số quý vị khi mà đến tuổi 65, mình gia nhập vào cái phần B này, rồi mình trả cái lời phí hàng tháng. À, 174 đồng 70 sen một tháng như vậy. Đã. Rồi mình ngừng làm việc, mình không có đi làm một lần, mình không có bảo hiểm gì từ của vợ chồng mình hết, thì mình gia nhập. Rồi bây giờ đến tuổi 67 hay là 68 gì đó Mình đi làm hoặc là vợ chồng mình đi làm Và có cái bảo hiểm từ công ty mua cho mình luôn Hoặc là tự mình mua Và công ty ấy có 20 nhân viên trở lên Như vậy mình đã ghi danh vào Medicare phần B rồi Mình có thể tạm dừng Để sau này gia nhập lại cái thời kỳ đặc biệt như vậy được hay không á Được ha quý vị Thì quý vị có thể liên lạc xin xã hội để họ lấy cái này ra Lấy cái phần B này ra Bởi vì mình đang có phần B nhưng mà sau đó mình có cái bảo hiểm từ công ty thay thế vào thì mình có thể kêu họ ngừng rồi sau này khi mà cái bảo hiểm từ công ty đó không còn nữa thì mình có thể gia nhập lại giống như nãy mình trình bày ở đây qua thời kỳ đặc biệt như vậy còn mình không có những cái tình trạng như vậy không đáp ứng được những tình trạng như vậy thì mình gia nhập lại ở thời kỳ sau cùng đó là thời kỳ thứ ba là thời kỳ tổng quát là cứ mỗi năm mà mình đáp ứng được điều kiện mình gia nhập phần B mình không gia nhập sau này mới gia nhập thì mình bị phạt thì 10 phần trăm vào cái giá thời điểm đó và sẽ bị phạt suốt đời hả quý vị cái mình khuyên cái khác mình khuyên nó là như vậy khi quý vị trì hoãn cái Medicare phần B không có gia nhập ở tuổi 65 bởi vì mình có cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình gì đó mua cho mình rồi tới thời điểm sau mình mới gia nhập mình cho ví dụ là mình vẫn còn đi làm tới 70 tuổi mình mới ngừng. Không còn làm nữa mình gia nhập cho cái phần B này qua cái thời kỳ đặc biệt. Không bị phạt gì hết, mình đóng cái giá hiện thời, ví dụ như năm nay đi là mình gia nhập thì mình đóng cái giá là 174 đồng này nè. 70 sen một tháng như vậy cho cái phần B. Hồi nào giờ mình có cái phần A rồi ha. Bây giờ mình gia nhập phần B thôi. Là mình có AB. Đó. Thì hãy lưu ý rằng đó cái phần B này chỉ trả có 80% thôi và không có cái phần thuốc mình cần phải mua thêm cái phần thuốc nữa nha yeah. bởi vì khi tuổi mình càng cao rồi mình gia nhập hồi uh, nào giờ có thể mình không uh, có cái thời gian để được cập nhật hay là cập nhật về Medicare rồi bây giờ mình gia nhập mình nghĩ rằng là tôi đủ rồi có đầy đủ rồi. rồi khi mình khám bệnh thì mình không có cái phần D để mà chi trả cho cái phần thuốc thì mình phải uh, thuốc và to thì mình phải dùng tiền túi của mình để mà mình chi trả như vậy quý vị và cái khác nữa là hãy lưu ý là chi trả có 80% như vậy thôi đây mình cần phải lưu ý đến cái Medicare phần c Đó, phần c thì mình có thể mua cái Medicare uh, Medicare supplement cũng là một cái tên thôi để mà chi trả cho những cái gì mà Medicare phần B chừa lại, A ờ uh, chừa lại vân vân. Uh, hoặc là bổ sung thêm một vài điều khác. Hoặc là mình có thể gia nhập vào chương trình Medicare Advantage ở thời điểm đó luôn ha. Để mà bổ sung uh, cho những cái chương trình Medicare AB như vậy ha. Thì một số quý vị nếu mà chọn cái Medicare phần C như vậy qua Medicare Gap, Medicare Supplement như vậy thì hãy lưu ý À, nếu mà mình không gia nhập liền, ví dụ như 70 tuổi mình gia nhập cái phần B ở thời điểm đó, bởi vì nào giờ mình có cái Medicare. Uh, sorry, mình có cái bảo hiểm từ công ty của mình rồi, mình không gia nhập. Mà tuổi mình càng cao rồi khi mình gia nhập vào cái Medicare phần B, rồi mình không lưu ý đến cái phần C. Uh, nếu mà mình muốn mua cái Medigap uh, hoặc là Medicare Supplement, thì mình không mua. Mình đợi đến thời gian sau mình mới mua đó là mình không có còn trong cái thời kỳ đặc biệt để mà mua có giá rẻ nữa. Đó. Sau này mình mua 70 tuổi mình gia nhập vào phần B mình không mua, mình đợi đến 72, 73 mình mua. Thì những công ty cung cấp cho cái chương trình Medicare phần C này nè. À, qua cái cái cái, cái um, những chương trình gap hay là supplement thế họ có thể kiểm tra sức khỏe của mình lúc đó để xem coi sức khỏe của mình ra sao rồi họ đưa giá ra phù hợp với cái tình trạng của mình hoặc là họ có thể từ chối ha quý vị thì đó là một vài điều mình muốn chia sẻ trong video này để những quý vị nào mà chưa biết thì có thể biết thêm và đặc biệt có một số câu hỏi liên quan đến uh, cái đề tài này nên cũng như là mình uh, muốn trả lời ở đây luôn ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị